ngâu thì về cái giải phẫu nó là một cái cấu trúc hình dĩa ha. Thì nó kích thước khoảng 15 đến 20 cm. Thì nhìn như các chị thấy là nó sẽ gồm có 3 phần. Mình ở đây mình sẽ thấy có 3 phần. Gồm có cái phần chung quanh cái lớp lớp này lớp có lớp đáy ha, lớp này lớp đáy nè. Lớp mà cái lớp thứ hai là lớp cái phần tổ chức nhau, tổ chức bánh nhau đây. Và cái lớp đệm nó gồm cái nó sẽ bao chung quanh cái màng phía trên của cái bánh nhau ha. Thì cái bánh nhau thì nó thường ban đầu bắt đầu từ nó từ hình thành từ cái túi thai. Túi thai thì nó sẽ bắt đầu nó bao chung quanh em bé, và đến khoảng tầng thứ 9 đó, thì bắt đầu nó sẽ những cái phần còn lại nó không trở thành bánh nhau thì nó sẽ tiêu biến đi. Cái phần còn lại nó sẽ phản ứng dày hơn và nó hiện rõ hơn. Và khoảng tầng thứ 9 nó phản ứng dày và nó nằm ở một phần của cái túi thai. Thì cái kích thước cái bề dày bánh nhau bình thường nó khoảng từ nó tăng lên khoảng 1 mm mỗi tuần, trung bình nó khoảng nó dưới 40 mm ha, 40 tuần là dưới 40 mm. Tuy nhiên nó có cái bạn theo tuổi thai đó, cái bánh bề dày bánh nhau thì có bạn theo tuổi thai. Thì nó cái chị kiếm trên mạng thì thấy. Thì về vị trí nhau thì để đánh giá cái vị trí nhau thì mình sẽ sử dụng cái mình sẽ đây là cái thành tử cung ha. Mình sẽ chia cái tử cung làm bằng hai cái đường nặng vuông góc. Nếu mà cái nhau ở mặt trước thì nếu mà cái phần mà phía trên bánh nhau nó bám ở phía 1/3 bên đây, 1/4 bên đây thì mình gọi là nhau bám nhóm 1. Còn nếu ở 1/4 bên đây thì mình gọi là nhau nhóm 2. Còn nếu nó cái mép trên đó nó bám ở 1/4 bên đây thì mình gọi là nhau nhóm 3. Ngược lại đối với cái nhau mặt sau thì mình sẽ thấy nhau mặt sau thì mình thấy nếu mà nhau nó cái cực trên bánh nhau nó bám ở 1/4 trên đây thì là nhóm 1, còn 1/4 bên đây thì là sẽ là nhau nhóm 2, còn nếu 1/4 đây nhau nhóm 3. Cái phân loại này thì thường nó cho mình thấy được cái vị trí của nhau, tại vì nhau nhóm 1 thì thường là nó rất là ok, mà nếu là nhau ở nhóm 2, nhóm 3 thì có thể nó cái bếp dưới với nhau nó thò xuống dưới nó tạo thành nhau nó bám thấp hoặc nhau tiền đạo. Thì cái đánh giá cái bánh nhau này cũng là một cái cách để mình cho thấy mường tượng được cái bánh nhau nó nằm như thế nào đối với cái buồng tử cung. Và có một như mình nói đó, cái nhau nhóm 2, nhóm 3 thì thường nó có thể về sau nó sẽ tạo thành nhau tiền đạo, nên cái này là thường ta dùng này trong đánh giá sớm thai, thường là thai khoảng mấy tuần thì đánh giá nó tới chính xác. Còn nếu ví dụ như thai lớn khoảng 35 36 tuần thì cái chuyện mà mình nhìn nguyên được cái tử cung giống vậy mình chia ra đôi thì mình sẽ cũng không có thể làm được. Tuy nhiên mình vẫn có thể tưởng tượng được, mình mường tượng xem cái vị trí nó bám sao. Và cái thường cái cách phân loại cái vị trí nhau này mình dành cho những cái thai sớm. Những cái thai lớn hơn, những thai lớn mà 37, 38, 39 tuần thì mình vẫn vẫn phân được theo cái kiểu nhóm này, nhưng mà ít người ta ít có quan trọng lắm, tại vì nó không có rõ ràng giống như là cái tuổi thai nhỏ. Thì để một những tuổi thai lớn thường 3 tháng cuối thì mình sẽ dùng cái cách mà đánh giá nhau bám thấp mà hiện tại dễ thường chấp nhận nhất, đó là cái đánh giá mà theo cái mép dưới bánh nhau, là mép dưới bánh nhau. Thì mép dưới bánh nhau nếu mà cái khoảng cách từ cái mép dưới bánh nhau mà nó bám từ không cho đến từ nghĩa là từ cái lỗ trong tử cung cho đến cái mép dưới bánh nhau nó nằm trong khoảng 2 cm, 20 mm đó, thì mình sẽ gọi là nhau bám bám mép bám nhau bám nhau bám thấp, thấp của, gọi là nhau bám thấp ha. Ở 0 mm đó, thì mình có thể gọi là nhau bám mép. Tuy nhiên cái từ nhau bám mép này giờ ta bỏ rồi, chủ yếu là nếu mà từ 0 đến 20 thì người ta gọi nhau bám thấp. Còn nếu mà cái nhau mà nó vượt qua lỗ trong cổ tử cung hoặc là tràn qua bên nó vượt qua một phần hoặc là tràn qua luôn lỗ trong cung thì mình sẽ gọi là nhau tiền đạo. Hồi xưa ta còn chia ra là nhau tiền đạo trung tâm với bán trung tâm, tuy nhiên bây giờ thì ra chỉ có một cái danh từ là nhau tiền đạo thôi. Nhau tiền đạo bán trung tâm hồi xưa là nó chỉ chia che phủ một phần cái lỗ trong cổ cung, còn nếu cái nhau tiền đạo trung tâm đó là nó che hoàn toàn lỗ trong cổ cung này. Thì cái
cái việc đánh giá này mình có thể thực hiện khoảng từ siêu âm 3 tháng giữa cũng được, siêu âm 3 tháng giữa cho đến 3 tháng cuối thì mình sử dụng cái cách này để mình đánh giá cái việc nhau ăn thấp. Tuy nhiên cái chính xác để đánh giá chính xác nhau ăn thấp, xác định chính xác đó, thì thường là khoảng trên 32 36 tuần thì nó mới chính xác được. Tại vì cái mép dưới với nhau này nó sẽ di chuyển khi mà cái đoạn dưới thì cũng thành lập, thì cái thường cái mép dưới với nhau nó sẽ bị đẩy lên trên. Và ở những cái tụ thai lúc đầu tiên mình là đánh giá là nhau ăn thấp hoặc là nhau tiền đạo thì 3 tháng cuối thì sẽ mất dần đi. Cái chính vậy cho nên những cái hiệp hội mà siêu âm sản khoa người ta khuyến cáo thì tầm soát cái nhau ăn thấp này có thể mình thực hiện ở 3 tháng giữa, là khoảng từ 16 cho đến 24, 21 tuần lúc thì siêu âm 4D, thì mình có thể mình đo cái khoảng cách từ cái mép dưới cho đến lộ thông tử cung. Nếu mà dưới 2 cm thì mình nói là nhau ăn thấp, còn nếu mà qua phần qua ở trong thì mình nói là nhau tiền đạo. Tuy nhiên những cái trường hợp như vậy á không có nghĩa là cái thai kỳ này sẽ là có nhau ăn thấp và nhau tiền đạo, và người ta sẽ kiểm tra lại vào cái 3 tháng cuối và cái tuổi thai vào khoảng 32 tuần thì nó sẽ kiểm tra lại. Nếu mà nó vẫn còn như vậy á, thì người ta sẽ kiểm tra lại 36 tuần để xem có còn không. Còn nếu trong trường hợp mà nó mất đi á, thì tốt, tại vì đa số những cái nhau tiền đạo hoặc nhau đất ở cái giai đoạn mà 80 thứ 2 thì đa số sẽ mất đi. Mình đánh giá đó là cái vị trí nhau ha, như này mình đã nói vị trí nhau ở cái giai đoạn sớm, mình chia ra những cái nhóm nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3. Nếu mà muốn đánh giá nhau tiền đạo ở những giai đoạn trụ từ 3 tháng vừa ra đi thì mình thường sử dụng cái nhau dưới với nhau so với lộ trong tử cung là nhau quá thấp với nhau tiền đạo. Rồi còn bắt đầu mình sẽ đánh giá đến cái độ trưởng thành của nhau. Độ trưởng thành của nhau thì tại sao mình phải có đánh giá này? Độ trưởng thành của nhau là một cái điểm là trước đây người ta thường sử dụng để trong cái đánh giá cái sự trưởng thành của thai. Thì thêm những cái nghiên cứu thì mình thấy là cái thường là ở nhau ở cái độ trưởng thành độ 3 thì thường là cái em bé nó trưởng thành vội, nên khi mà thấy nhau độ 3 thì đa số những cái đa số những cái bé đó có là có khả năng nuôi sống được trong cái lúc mà mình chấm dứt thai kỳ thì có thể nuôi sống được. Vì vậy nhưng tuy nhiên những cái nhau nhóm những cái nhau nhóm nhóm còn lại thì thường thì những cái mình cho thấy rằng là trong cái ngay cả những cái thai trưởng thành đó thì cũng có khoảng 15% là cái nhau nó cũng chưa đến độ 3, có thể độ 2 hoặc độ 1 gì đó. Thì cái đó thì cái đó chính vậy cho nên cái chuyện mà đánh giá cái chỗ trưởng thành nhau đôi khi nó cũng không có giúp ích cho cái chuyện mà chấm dứt thai kỳ. Ví dụ như là trong trường hợp mà thai mà nó đủ, mình tính tụ thai là đủ tháng 38 và 39 tuần, nhưng mà cái độ trưởng thành nhau nó chỉ ở một độ 1, độ 2 thôi, thì cái đó thì cái việc cái dựa trên cái độ trưởng thành nhau để nói là thai chưa trưởng thành thì cũng không được ha. Thì người ta nếu mà cái độ bánh nhau mà trưởng thành độ 3 thì thường là cái cổ trưởng thành rồi, nhưng mà trong một số trường hợp đó, là cái em bé bị suy dinh dưỡng và bánh nhau nó bị vô hóa sớm thì khoảng từ thai từ 34 35 tuần đôi khi nó cũng có cái bánh nhau nó có độ 3. Và cái chuyện mà mình chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai 34 35 tuổi tuần chỉ dựa trên cái nặng bánh nhau thì cũng không có chắc chắn. Vì vậy hiện tại người ta có nhiều cái cách để người ta tính cái độ trưởng thành của thai nhi bằng cách là lấy nước ối và tính tỷ lệ của cái tính những cái tỷ lệ của những cái chất bên trong đó là người ta tính ra cái độ trưởng thành của cái phổi thai nhi. Còn trên cổ điển đối với siêu âm ấy, thì mình phải vẫn phải phân những cái độ trưởng thành để mình đánh giá. Giống như nói nếu mà độ trưởng thành mà độ trưởng thành đủ trên độ 3 thì thường là cái phổi thai nhi trưởng thành, thì nó cũng là một cái yếu tố để mình tham khảo trong cái việc mà chăm sóc thai những cái bà mẹ ở những cái tuổi thai đó. Nếu có chuyện người đánh nhau mà độ 3 sớm thì mình cũng có thể gợi ý cho một cái thai chậm tăng trưởng, hoặc là những cái trưởng thành không những cái độ trưởng thành này thì thường cũng không có ý nghĩa gì lắm trong cái chuyện kia. Giống như nói nếu mà thai mà 38 9 tuần mặc dù độ trưởng thành độ 1 độ 2 thì mình cũng chẳng có phải lo lắng là cái thai này chưa trưởng thành, tại vì cái tuổi thai mới là cái quyết định cái chuyện chấm dứt thai kỳ hơn là cái hình ảnh của cái đánh nhau trong cái lòng tử cung. Thì đối đối với hình ảnh thì mình đối với hình ảnh đó thì nó cái những cái này hơi chủ quan xíu ha. Đối với cái độ không đó thì thường là cái bề mặt bánh nhau nó phẳng, nó không có cái điểm nhấn nào vô bên trong hết và nó không có điểm bôi hóa bên trong đây. Thì đối với hình độ một đó thì mình sẽ thấy có những cái điểm sáng sáng thôi.
về vị trí về cái độ phản âm. Thì có một số cái bất thường với nhau thì tôi sẽ giới thiệu với anh chị. Thì đầu tiên thì nói đến cái một cái bất thường mà cũng khá hay gặp, đó là bánh nhau hai thùy hoặc là bánh nhau phụ. Thì hai bánh nhau hai thùy cũng như phụ thì nó cũng là một dạng của nhau thôi. Đối với bánh nhau hai thùy thì cái phần của một bánh nhau thì nó chia ra làm hai phần gần như tương đương, và cái chỗ cắm dây rốn thường nó sẽ nằm ở giữa hai cái bánh nhau đó. Và nó chính vì nó nằm giữa hai nhau đó thì thường nó nguy cơ nó bám vô màng ối, hoặc là nó bám vô một phần nào của bên đây, nó tạo nên nhau bấm dây rốn bấm mép hoặc dây rốn bấm màng. Cái dây rốn màng thì trước tưởng tôi sẽ nói với chị. Thì đó là cái bánh nhau hai thùy. Còn đối với bánh nhau phụ á, thì thường là nó sẽ là hai chia thành hai phần không bằng nhau. Thì cái dây rốn nó sẽ cắm vào cái phần lớn, sẽ cắm vào cái bánh nhau phần lớn, và cái chuyện mà nó tách ra hai phần vậy nó cũng làm tăng nguy cơ của dây rốn bấm mép bấm màng. Và ngoài ra thì một số cái trường hợp là cái bánh nhau phụ nó vì nó nhỏ cho nên khi mà mình lấy nhau ra nó sót bánh nhau trong lòng tử cung, hoặc là cái dây rốn bánh mép bánh màng thì giống như nói thì những cái mạch máu nuôi mà chạy từ cái bánh nhau lớn sang cái bánh nhau phụ này, nó đôi khi nó cũng dễ vỡ, nó gây chảy máu trước sanh. Nếu mà nó vắt qua tử cung thì nó gọi là máu tiền đạo. Thì trước này tôi sẽ giới thiệu các chị về hai cái đó. Thì đó là những cái về dây rốn cơ bản về dây rốn bánh nhau hai thùy. Thì đây hình ảnh một cái bánh nhau hai thùy ha. Nhau thì khi hai bánh thùy nó nằm hai phần bằng nhau và ở giữa thì nó nối nhau có thể bằng một chút mô một mô của cái bánh nhau, hoặc là nó chỉ là một cái màng thôi. Thì thường dây rốn nó sẽ cắm vào giữa giữa ha. Thì đây là một hình ảnh của bánh nhau phụ. Thì đây bánh nhau phụ thì thường là cái bánh nhau phần cái bánh nhau thứ hai thì nó nhỏ hơn cái bánh nhau chính ở đây, và thường cái dây rốn nó cắm vô cái bánh nhau này và nó cũng cho những cái mạch máu nó chạy nuôi qua đây, nó tạo ra những cái mạch máu ở trên nó chạy trong màng ối. Nhau bám màng thì hay còn gọi là nhau bám lan tọa, placenta diffusa ha. Nó là một cái dạng cái bánh nhau nó thay vì nó tiêu biến đi giống như mình nói đó, túi thai nó tiêu biến đi thì nó một chỉ tiêu biến một phần thôi, và cái phần còn lại toàn bộ phần lại nó tạo thành cái bánh nhau. Vì vậy cái bánh nhau này thứ nhất là nó bám rất là rộng khắp tử cung luôn, tuy nhiên nó vì nó bám mỏng vậy cho nên cái bề dày của bánh nhau nó cũng rất là mỏng, và nó thường là nó rất là mỏng. Và khi mình siêu âm đâu thì mình cũng thấy bánh nhau hết, ví dụ như này tới đây thì không có bánh nhau này, nhưng mà gần như toàn bộ tử cung đều có bánh nhau hết. Và cái biến chứng nó nữa là chính vì nó bám diện rộng vậy đó cho nên cái diện bám nhau rất là rộng, và khi sanh thì nó dễ chảy máu. Nó cũng giống như mình nói là cái bánh nhau nó mỏng và nó bám nhiều vậy đó cho nên nó cũng dễ bị xót nhau, và là cái việc mà nó bám nhiều như vậy thì cái nó khả năng nó toàn ở lòi trong tử cung, hoặc là nó bám gần vào trong tử cung nó tạo thành cái nhau tiền đạo hoặc là nhau bám thấp. Thì tuy nhiên cái đây là một cái bất thường khá là hiếm của bánh nhau và mình rất ít gặp. Thì đây là một cái ví dụ về cái hình ảnh của cái nhau các chị thấy ha, đây là một cái bánh nhau nó bám gần như lan tỏa khắp cái tử cung ha. Các chị thấy quét cái đầu dò ra thấy nó chỉ có một vài phần nó không có bánh nhau thôi. Chị thấy là đa số bánh nhau là nó bám chung quanh đó, chỉ có một phần nhỏ là có bánh nhau thôi. Và cái như tôi nói nó sẽ dễ, thứ nhất là dễ chảy máu, dễ xót nhau. Và một cái điều nữa là đôi khi những cái chuyện bám khách cái tử cung vậy nó có thể gì nó dễ dẫn đến cái chuyện nhau bám chặt và nó dẫn đến chảy máu sau sanh. Nhau ngoài màng đệm, cái danh từ nhau ngoài màng đệm này nó hơi khá khó hiểu chút xíu, thì đơn hình có đây có giải thích cho các chị xem. Thì bánh nhau bình thường nó sẽ được nó sẽ nãy tôi có nói nó ở dưới đây lớp đáy, còn đây là mô bánh nhau, phía trên đây nó gọi là màng đệm ha, màng đệm phụ mà với nhau khi nó bám vô cái thành tử cung nó sẽ tạo màng ối. Thì ở đây đối với cái nhau ngoài màng đệm thì sẽ có một, mặc dù cái nhau nó bám vô cái thành tử cung nhưng mà nó sẽ có một phần của cái bánh nhau nó không nằm dưới màng đệm, nó sẽ nằm ngoài màng đệm.
thì chính vậy nó có cái như là nhau hoàng đệm ha, thì nhau hoàng đệm nó sẽ nằm cái một phần của nhau này nó không nằm ở hoàng đệm và nó được cái phần màng ối nó phụ lên trên, nó sẽ gấp gấp khúc lại, nó tạo thành một hai cái rìa bên đây ha. Thì hình ảnh trên siêu âm thì các chị sẽ thấy là nó tạo ra một cái dải sợi nó nối hai cái này đi, tại vì cái phần này bánh nhau này là phần bánh nhau nó nằm bên ngoài của cái không được bao bọc bởi cái màng ối, nó tạo ra một cái dải giống như vậy. Và trên hình ảnh sâu xanh thì anh chị thấy đây là một cái bánh nhau và màng đạn, thì anh chị thấy là cái màng này nó không bám vô cái bánh nhau, và nó bánh nhau ở đây là một bánh nhau mà không có được bám bởi cái màng đạn. À, cái chuyện không nhau không ngắm bám vô cái màng ối nó không bám vào đạn, nó sẽ dẫn đến chuyện đó là thứ nhất là cái mạch máu nuôi của nó sẽ của vô cái tiêu rốn này nó sẽ không được, tại vì mạch máu nó thường chạy dưới cái màng ối, và cái mạch máu nuôi nó sẽ không được nuôi dinh dưỡng tốt, nó lấy không được lấy dinh dưỡng tốt thì bánh nhau và nó sẽ gây chậm chậm sinh trưởng. Và cái chuyện mà nó không có nằm trong cái màng đệm nó cũng dễ dẫn đến là cái xanh non nhau bông non hoặc là xuất huyết trong cái thuốc xanh. Thì đây là nạn một cái nhân hoàng đệm, các chị thấy không? Nó tạo một cái hai cái vết với nhau, nó tạo một cái bờ nó trên cái hình ảnh của 3D, các chị thấy là đây là cái phần bánh nhau nó gồ đó, thì cái phần màng ối nó sẽ không có bám vô, phần màng ối nó sẽ một phần nó sẽ không bám vô trong cái chỗ bánh nhau này, và nó tạo nên cái hình ảnh của nhân hoàng đệm. Một cái bất thường nữa là một cái gọi là nhau dạng thạch. Nhau dạng thạch thì đây là một cái dạng mà người ta mô tả, nó thật sự nó là nhau dạng thạch, nó có một cái tên khác nữa nó gọi là nhau bánh nhau chày và có phát âm không đồng nhất. Thì nó bánh nhau dày, các chị sẽ thấy trên mạng nó sẽ có rất là nhiều cái tên gọi cho cái dạng bánh nhau dạng thạch này, nó gọi là jelly like hoặc là bánh nhau dày không đồng nhất. Thì thật sự thì nó cũng là một thôi, nó là một cái dạng tổn thương bánh nhau mà người ta mô tả. Thứ nhất nó hai đặc điểm, thứ nhất là bánh nhau nó sẽ rất là dày ha, ví dụ như đây là bánh nhau đó tới 68, bình thường nãy tôi nói bánh nhau nó bình thường nó từ một nó tăng mỗi tuần là 1 mm, và đến khoảng nó dưới 4, thường nó dưới 4 cm, thì ở đây bánh nhau nó 68. Tất nhiên mình phải so với bài tuần hai nữa. Nhưng mà thường là cứ các anh chị thấy là cái điểm cắt là 4 thì nó trên điểm trên 4 là nó là dày rồi đó. Thì cái bánh nhau này ngoại mặc dù nó dày, một đặc điểm là dày, nhưng mà cái phản âm nó sẽ không đồng nhất, nó có một cái phản âm không đồng nhất, nó có đồng nhất phản âm dày giống như cái bánh nhau mà nó có những cái điểm phản âm kém, có những cái hồ huyết bên trong, mạch máu nuôi thì nó ở những cái phần này nó cũng không tốt, nó ít mạch máu hơn những cái bánh nhau bình thường. Và khi mà tại sao mà người ta gọi là bánh nhau dạng thạch, là khi anh chị lắc 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 trên cái cơ tử cung đó, thì cái bánh nhau ở trong đây vì nó phù nề, nó ngấm, nó có nhiều cái tổ chức dịch bên trong, thì các chị lắc cho nó thì nó sẽ rung rung rung, cái bề mặt nó giống như một cái miếng thạch bị đậy đó. Nên người ta gọi bánh nhau dạng thạch. Cái đây là một cái dạng tổn thương bánh nhau khá hay gặp trên cái nhau chậm tăng thai chậm tăng trưởng. Tất nhiên nó có thể xảy ra trên thai bình thường, và nó chính vì nó dày và nó có thường xảy ra trên thai dập đang trưởng mà bà mẹ thường sẽ dập, cho nên thường nó có thể dễ dẫn đến cái nhau bông non ha. Hoặc là nó chính vì nó dày như vậy thì nó có thể là nó là một cái khối u bánh nhau nữa, thì cho nên ví dính như vậy mình phải phân biệt nó, một là cái khối u bánh nhau và phân biệt nó với lại cái nhau bông non, tại vì cái khối u bánh nhau thì thường cái chú các anh chị thấy nó sẽ nó sẽ nằm thường nằm trên bề mặt bên nhau hơn nó nằm bên trong bên nhau như vậy. Và cái đối với nhau bông non ấy, thường thường thì nó sẽ xuất phát từ cái bờ mép của bánh nhau và nó tách nguyên bánh nhau đi và nó tạo thành hình ảnh hỗn hợp hơn rất là nhiều so với cái hình ảnh của một cái bánh nhau dạng thạch. Thì cái bánh nhau dạng thạch thì nó khá là hình ảnh nó khá giống hai cái ba cái như tôi nói đó, nhau bông non cơ gọi tử cung với lại cái khối u bánh nhau. Tuy nhiên nếu là bánh nhau dạng thạch thì thường các chị sẽ thấy là nó có cái bên trong nó có mạch máu đuôi như vậy, và nó nằm bên trong bánh nhau chứ nó không có trồi ra bên ngoài bánh nhau. Thì đây là một hình ảnh của một bánh nhau dạng thạch, các chị thấy lắc 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 lên, nó rung đúng không? Nó lắc nó rung, các chị thấy không? Thì bên trong nó chứa nhiều, thì cái bánh nhau rất là dày ha, đây rất là dày.
khi mình lắc 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 thì mình chỉ thấy nó rung 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 bên trong. Bình thường các chị đối với cái, một cái bánh nhau bình thường các chị sẽ không tạo được cái sự rung động bên trong bánh nhau như vậy. Chính vì cái bánh nhau nó dày như vậy nó sẽ làm chiếm hết cái khoang của cái buồng tử cung và nó làm cho cái huyết ối nó ít đi. Thường em bé nó chậm tăng trưởng nó ít và cái bánh nhau dày là một cái dạng rất là hay gặp đối với một cái chậm tăng trưởng. Hầu huyết bánh nhau ha, hầu huyết bánh nhau là một cái tổn thương của bánh nhau, nó cũng là một tổn thương bánh nhau. Nó khác với nhau thật là nó không, nó hầu huyết bánh nhau thì nó thường nằm bên trong của bánh nhau và nó là một cấu trúc bặm kém, cái bờ nó thể nó không có tròn, nó có thể đa cung như vậy ha. Và bên trong nó có thể có những cái dòng chảy, các chị thấy những cái dòng chảy nó cuộn xoắn trong hoặc là những cái dòng chảy nhỏ 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 nhỏ. Tuy nhiên khi mà anh chị bật Doppler lên trong thì các chị sẽ không thấy tín hiệu Doppler, mặc dù các chị thấy nhìn thấy trên siêu âm có những cái hình ảnh dòng chảy. Tuy nhiên các chị bật Doppler lên thì không thấy cái tín hiệu ở trong, tại vì những cái dòng chảy đây rất là chậm, rất là chậm. Doppler mình không bắt được những cái dòng chảy ở khoảng dưới 2 mét/giây hoặc là 1 mét/giây, mình sẽ không bắt được cái tín hiệu đó. Chính vì vậy khi mình phỏng Doppler lên mình không thấy cái tín hiệu dòng chảy bên trong. Tuy nhiên mình sẽ vượt nhìn trên hình ảnh 2D mình sẽ thấy cái chuyển động bên trong. Thì cái đây là tổn thương này thường nhất á, đây là một tổn thương với nhau và thường nhất đây là những cái nhồi máu hoặc những xuất huyết hoặc những cái lắng động fibrin bên trong của cái bánh nhau. Và cái hồi huyết này nếu mà nó kích thước nhỏ thì thường nó không có ý nghĩa lâm sàng. Tuy nhiên nếu mà nó lớn như vậy nè, đây là nguyên cái bánh nhau chị ta, nguyên bánh nhau đây thì cái hồi huyết nó chiếm ở đây nó chiếm chắc cũng khoảng được 20-30% của cái bánh nhau. Vì vậy cho nên cái những cái hồi huyết lớn đó, thì nó là một cái tổn thương lớn bánh nhau và nó có thể liên quan đến thay chậm tăng trưởng. Và nếu mà nó nhỏ nhưng mà nó nhiều á, thì nó cũng có thể là một cái dấu hiệu gián tiếp gợi ý cho một cái nhau bám chặt. Thì cái đó trước nữa về cái nhau bám chặt tôi sẽ giới thiệu với anh chị xem về cái việc hồi huyết bánh nhau đó. Tóm lại thì cái hồi huyết bánh nhau đó là một tổn thương bánh nhau và nó là dạng phản ứng kém. Bên trong thì nó có thể có những tín hiệu dòng chảy, nó có cái hình ảnh dòng chảy trên 2D và nó liên quan với lại nhiều đến những, một có thể là liên quan đến thai chậm tăng trưởng, và cái hai nữa là nó có thể liên quan đến những cái thai nhau bám chặt cái bất thường xâm lấn của nhau. Thì đây là một hình ảnh của một cái hầu huyết bánh nhau ha, thì thấy đây là những cái hầu huyết bên trong bánh nhau này. Nhờ đây hầu huyết thì nó khá là nhỏ ha, hầu huyết nó khá là nhỏ. Đây là một cái hầu huyết của bánh nhau. Thì những cái hầu huyết mà nhiều hầu huyết hoặc là huyết nhỏ thì mình sẽ nghi ngờ đến những cái tổn thương của do nhau bám chặt. Nang bề mặt bánh nhau ha, nang bề mặt bánh nhau thì đây là một được mô tả là một cái nang khoảng thường là khoảng trống hay kém gì đó, nó nằm ở ngay cái trên lớp màng đệm với nhau, trên lớp màng đệm đây là mình đấy tôi nói lớp màng đệm là lớp này nè, lớp bề mặt này. Thì cái nang bề mặt bánh nhau thì nó nằm trên lớp màng đệm với nhau, thì kích thước nó có thể nhỏ có thể là lớn. Đôi khi nó lớn ví dụ như đây là kích thước nó lớn đến 1 cm rồi. Thì bên trong thì nó có thể trống hoàn toàn hoặc là kín kém hoặc là đôi khi nó có một cái tổn thương bệnh dày nằm bên đây. Thì việc cái nang bề mặt với nhau thì thường nó lành tính, thì thường nó lành tính. Tuy nhiên có một số trường hợp ví dụ như nó nằm ở cạnh cái dây rốn hoặc là nó có những cái kèm những phản âm này như vậy này, thì có thể nó liên quan đến những cái xuất huyết ở dưới màng đệm. Thì nó đó là một cái tổn thương, nó là một cái tổn thương của bánh nhau và nó cũng có tiên lượng không tốt lắm, tại vì nó những cái đó những cái tổn thương như vậy nó cũng thường đi kèm với là chạy chậm tăng trưởng hoặc là những cái xuất huyết trong thai kỳ hoặc là những cái sanh non ha. Thì nhưng còn những cái tổn thương dạng nang ở bánh nhau ở bề mặt bánh nhau nhỏ nhỏ thì thường thì nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái nang bề mặt bánh nhau ha. Như các chị đây anh chị thấy đâu đây nang bề mặt nhau là cái hình này á, mà nó có một khối phạm dày ở đây nè, đây chính là một cái xuất huyết ở dưới màng đệm ha, dưới màng đệm thì ca này nó đi kèm với chậm tăng trưởng nè. Thì đang chị thấy cái nang nó rất là lớn, nó nằm ở trong bề mặt nha. Nang này nó cũng rất là dễ lành với là những cái nang của dưới rốn ha, tại vì nó bự, nó này nằm cạnh dưới rốn luôn. Cho nên thường người ta sẽ có số để tập bác lầm với nang dưới rốn cũng như là một cái nang của em bé ha, nang của thai nhi, tại vì nó cũng nằm sát thai nhi luôn. Một số thì đến là lầm với nang dưới rốn, nang thai nhi.
Nếu chị thấy đây là một cái phần dày ở đây, đây chính là cái xuất huyết dưới màng đệm. Khối u bên nhau, khối u bên nhau thì nãy tôi có nói đó, khối u bên nhau nó là một cái dạng tổn thương thường nằm trên bề mặt bên nhau, thường nằm trên bề mặt bên nhau và nó giới hạn rất là rõ, và nó có những cái mạch máu nuôi bên bên trên cái khối u đó. Thì nó có hai dạng, mà có hai dạng mình hay gặp, đó là cái u mạch màng đệm hay là cái cholangioma. Thì cái cholangioma thì thường nó nằm ở ngay trên bề mặt với nhau, nằm gần chỗ cắm dây rốn ha, nằm gần chỗ cắm dây rốn, và nó có mạch máu nuôi, nó giới hạn khá là rõ, đôi khi bên trong nó có những cái phản ứng hỗn hợp bên trong. Thì cái u mạch màng đệm này thường thì nó cũng 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 là một lành tính thôi, nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu mà khối u nó lớn đó, nó có thể làm những cái thông nối bên trong của cái bánh nhau này, và nó dẫn đến là em bé chậm tăng trưởng, cũng như là em bé nó có thể có những cái thiếu máu do cái sự thông nối mạch máu nhiều trong cái khối u nhau. Còn cái u quái của bánh nhau thì thường là nó rất là hiếm gặp, rất là hiếm gặp luôn. Thì u quái bánh nhau thì thường nó cũng nằm bên trong đó, nhưng mà nó có những cái phản ứng sáng bên trong, nó cũng giống như một những cái loại u quái khác đó. Thường nó có rất là nhiều cái tụ cái thành phần bên trong đó, và nó phản ứng hỗn hợp, và nó có những cái phản ứng sáng bên trong. Thì và nó có thể có ít hoặc nhiều mạch máu nuôi được, nhưng mà thường là nó lành tính, và thường là nó sẽ em bé nó cũng không làm bị ảnh hưởng gì sâu xanh. Tuy nhiên cái này nó rất là hiếm, hơn này rất là hiếm, cũng ít ai gặp được. Thì đây là một hạn của một cái cholangioma. Chà, chết rồi, cái này có dễ nó chạy được. À, đây là cái chị thấy đây là một cái khối u của cái bánh nhau nằm trên bề mặt bánh nhau, và đây là chỗ cắm dưới rốn ha, mạch máu trong nuôi trong cái khối này nó khá là nhiều. Thì đây là một cái rất là đặc trưng của một cái u mạch màng đệm, cholangioma. Nhông bông non ha, nhông bông non thì đây là một cái hiện tượng, là một cái bóc tách cấp của một cái một phần hoặc toàn bộ với nhau. Thì nó có những cái vị trí xuất huyết mà nhông bông non thì thường nó có hai dạng, là một cái dạng mà xuất huyết dưới màng ối hoặc là dưới màng đệm, hoặc là một cái xuất huyết dưới bánh nhau, hoặc là đó là hai cái tổn thương mà mình thường gặp nhất. Thì hình ảnh của nó là nó sẽ, các anh chị sẽ thấy đây là hình ảnh của một cái xuất huyết dưới màng ối ha, đây là một xuất huyết dưới màng ối, anh chị thấy đây là một cái xuất huyết dưới màng ối đây, đây là hình ảnh một xuất huyết dưới màng ối. Thì đó là một cái của một cái tổn thương của một cái nhông, nó cũng có thể gọi là nhông bông non, tại vì nó xuất huyết ở vị trí này, và nó có thể nó dần dần nó lan vô trong cái bánh nhau, và nó gây ra nhau bọn non thực sự. Đây là chỗ cắm của cái dây rốn, cắm vị trí chỗ cắm dây rốn, và đây là cái chỗ xuất huyết. Cái video này nó rõ hơn mà nó không chạy được. Đây là một cái hình trường hợp mà nhau bọn non ha, như bọn non các chị thấy một cái nhau, một cái khối phản ứng hỗn hợp nó nằm dưới bánh nhau, nó nằm ở phía dưới bánh nhau ở cái mấy chị. Các chị sẽ khá là khó thấy cái ca trường hợp này nó mới xuất hiện. Sản phụ có cái triệu chứng mà ra huyết, thường đối với nhau bông non mà đối với sản khoa người ta sẽ mô tả là triệu chứng là bệnh nhân sẽ ra huyết, nhưng mà ra huyết của nhau bông non thì nó đặc biệt, nó là ra huyết máu đen ha, nó không phải là máu đỏ tươi mà là một cái máu đen rệng loạn. Và nó thường á, là nó là một cái khi mà bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như đau bụng, gò tim thai nó sẽ có rối loạn, và tử cung nó sẽ gò cứng. Và cái chiều khi siêu âm các chị sẽ thấy đó là một cái khối, cái bánh nhau thì nó thứ nhất là nó dày, giống như là cái này tôi nói đó, bánh nhau dạng thạch vậy, nó thường nó dày và phản ứng hỗn hợp. Mà nó khác với bánh nhau dạng thạch là chỗ thứ nhất là nó không có rung rung như nãy nói, và thứ hai nữa là nó không có những cái hồ huyết, những cái phản âm kia, mà nó sẽ các chị để khi các chị để ý thì cái phần cái bờ mép bánh nhau nó sẽ, nó khi mà nó bám vô nó sẽ nó phình ra, nó không còn ở cái dạng tù nữa. Bình thường cái chia sẻ cái mép bánh nhau nó cắn cái màng ổ sẽ làm một cái tạo thành một cái góc nhọn. Tuy nhiên khi mà đối với cái bột nhau bông non thì cái góc giữa cái bánh nhau với cái mà cái thành tử cung nó sẽ không nhọn được, mà nó thường nó tù, và ở dưới cái mép đó các anh chị sẽ thấy một khối vỏ mụn hợp. Đây là khối vỏ mụn hợp đây,
Đó, đây chính là cái phần máu, khối máu tụ nằm ở dưới bánh nhau. Và cái khối máu tụ này nó sẽ dẫn đến là nó mất cái mạch máu nuôi cho bánh nhau, và khi các chị phỏ đắp lơ đây thì các chị sẽ không thấy tín hiệu mạch máu nuôi ở vị trí này, mà chị chỉ còn thấy mạch máu nuôi ở đây thôi. Thì cái phần này là vẫn còn cái bánh nhau nó vẫn còn bám vô cái thành tử cung, cho nên nó vẫn còn mạch máu nuôi, và cái phần này nó sẽ không có mạch máu nuôi. Thì khác với lại cái nhau như cái này tôi đó, nhau nhận thạch đó, là khi các chị phỏ mặc dù nó phình nó bự như vậy thì mạch máu nuôi nó vẫn có, nhưng mà nó ít hơn thôi. Nó vẫn có đầy đủ đều ở những cái phần của bánh nhau, nhưng mà nó ít hơn bình thường. Còn đối với cái bánh nhau mà bông non thì anh chị thấy mạch máu nuôi ở cái phần bánh nhau này còn, nhưng mà phần mô nó bong đi thì đây là máu, khối máu, cho nên nó sẽ không có mạch máu nuôi gì hết. Và cái bệnh nhân sẽ có triệu chứng của cái nhau bông non khá là rõ, ra huyết đen và từng đợt từng đợt, và cái tử cung gò rất là nhiều, tim thai thì nó cũng sẽ rất là ghê. Đó, thì đây là một cái hình ảnh của nhau bông non. Nhau bông non thì đây là một cái gọi là xuất huyết dưới bánh nhau. Còn nãy tôi nói các anh chị đó, có ba cái dạng xuất huyết mà mình có thể gặp đối với một cái nhau bông non, hoặc là một cái chảy máu trong cái 3 tháng cuối, hoặc là cái xuất huyết dưới bánh nhau ha. Cái thứ hai nữa, nó xuất huyết nó nằm ở trên cái bề mặt bánh nhau này, trên nó gọi là xuất huyết dưới màng đệm subchorionic, hoặc là nó xuất huyết ở trên cái màng ối ha. Xuất huyết dưới màng ối thì nó là một cái dạng nhẹ hơn, nó có thể xảy ra trong những cái ra huyết khác cũng không liên quan đến cái nhau bông non, nhưng mà nó là một cái dạng, cũng là một cái dạng mà cái bánh nhau nó có thể nó sẽ dẫn đến nhau bông non và dẫn đến cái sinh non. Còn cái xuất huyết mà dưới cái bánh nhau này là một cái dạng rất là điển hình của nhau bông non, có nghĩa là nó một cái xuất huyết ở dưới bánh nhau và nó gây ra bong tóc bóng nhau tiến triển, và cái nhau nó sẽ bong sớm trước khi mà em bé sanh, nó làm cho em bé thiếu máu và em bé sẽ chết, cũng như là cái mạch máu nó tụ dưới cái bánh nhau vậy, nó sẽ dẫn đến là nó thấm qua cái thành tử cung mà bác sĩ lâm sàng thì gọi là thẩm lậu, và nó là tạo lên cái cơ tử cung nó sẽ thư đi, vì do cái mạch máu nó thấm vô cái cơ tử cung, nó làm cho cái cơ này nó sẽ mất cái tính co hồi, và nó sẽ gây chảy máu. Và những cái trường hợp mà nó gọi là thẩm lậu nhiều á, có nghĩa là cái máu nó thấm vô trong cái cơ tử cung nhiều, thì có thể đôi khi cái tử cung đó sẽ không còn khả năng gọi là ngưng cầm máu được nữa, và người ta phải cắt tử cung. Nhau bám chặt thì này tôi có nhắc sơ các anh chị ha. Thì nhau bám chặt đó là một cái bệnh lý mà hiện tại người ta rất là để ý đến, tại vì nó sẽ xảy ra tăng tần suất lên với rất là nhiều đối với trường hợp mà mổ xanh. Sau mổ xanh thì cái tần suất mà cái nhau bón chặt nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Thì nhau bón chặt nó có ba thể là Acreta, là chỉ nó nhau nó chỉ bám lên, nó vượt qua cái lớp màng đáy. Bình thường các chị biết là nhau nó sẽ bám, nó có cái lớp màng đáy ở đây ha, nó sẽ bám trên cái bề mặt của nhau. Và đối với trường hợp mà cái trường hợp mà nếu có mổ xanh hoặc là có tổn thương cơ tử cung gì đó, ví dụ như là mổ bóc u xơ hoặc là những cái nạo mà nằm rất là nhiều trên cái lòng cái thành tử cung, thì nó sẽ làm cái tổn thương cái lớp đáy của cái này lớp đáy của cái nội mạc. Thì các chị học trong cái bài về cái bệnh lý tử cung hoặc là những cái kia thì anh chị sẽ biết là cái nội mạc thì nó cũng có 3 phần, và cái lớp đáy là cái lớp mà nó sẽ tái tạo lại, và khi mà cái lớp đáy nó bị tổn thương thì cái nó sẽ không ngăn cản cho những cái vi dung mao nó xâm lấn, và nó làm cho cái vi dung mao nó xâm lấn vào cái lớp đáy của qua cái lớp đáy của nội mạc, xâm lấn vô một vô cái bám vô cái chặt vô cái phần cơ tử cung. Nó là cái dạng nhẹ nhất. Còn trong trường hợp mà nó nặng hơn thì cái lớp đáy này xâm lấn vô hoàn toàn vô cái cơ tử cung, và cái lớp nặng hơn thì cái nó vượt qua cái lớp cơ tử cung và nó xâm lấn vào thành mạc. Thì nó có ba cái thể là Acreta, Increta và Percreta. Thì đối với cái dạng Acreta thì nó gọi là nhau bám chặt, còn đối với nó gọi là nhau bám chặt, nhau bám chặt. Còn cái đối với những cái dạng kia thì nó gọi là nhau cài đan lược, hay là gọi là nhau xâm lấn. Thì đối với cái phân loại gần đây của Vivo, người ta nói đối với cái dạng này thì người ta gọi là cái nhau bám chặt thôi, còn hai cái dạng này thì người ta gọi là nhau xâm lấn. Thì cái dạng này thì nó sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất ha, tỷ lệ cao nhất. Cái dạng này thì nó cái dạng nhau mà cài đan lược nó chỉ chiếm tỷ lệ khoảng đâu đó dưới 10%, khoảng 7% thôi. Còn những cái dạng này thì nó chiếm nhiều hơn ha.
Thì đối với chính vì cái chuyện mà nó bám chặt vậy, nó sẽ dẫn đến là cái bánh nhau khó khó bong tróc ra khỏi tử cung, và dẫn đến là cái tử cung nó rất là khó co hồi, và nó sẽ gây chảy máu ở cái vị nhau bám này, vị máu vị nhau bám này, và nó có thể nó dẫn đến là máu chảy nhiều, và nó dẫn đến băng huyết và dẫn đến đờ tử cung, và kéo theo những cái hệ lụy sau đó, thì dẫn đến là không những là cái bà mẹ phải cắt cái tử cung đi, mà có đôi khi người ta phải bà mẹ sẽ nguy hiểm đến tính mạng do cái truyền máu số lượng lớn, như là không có cầm máu được do nó mất hết những cái yếu tố đông máu mà sẽ tử vong. Chính vì vậy cái nguy hiểm của cái bệnh lý này, cho nên hiện tại người ta có rất là nhiều cái tổ chức ta khuyến cáo mình phải tầm soát cái chuyện mà cái nhau bám chặt này. Cái tầm soát nhau bám chặt này thường là thực hiện đối với những cái thai kỳ mà có nhau tiền đạo và có vết mô cụ ha. Nhau tiền đạo và vết mô cụ thì ta sẽ tầm soát. Còn bình thường á thì người ta sẽ không tầm soát đâu. Tại vì cái tỷ lệ mà chạy răng lược trên những cái phụ nữ mà chỉ có cái không có vết mô cụ hoặc là không có nhau tiền đạo thì nó thấp, nó rất là thấp. Nó có thể có nhau tiền đạo, nhau tiền đạo thì cũng làm tăng nguy cơ của cái nhau bám chặt là khoảng 5%, khoảng 5% cái trường hợp nhau tiền đạo thì có nhau bám chặt mà không có vết mô cụ nha. Nhưng mà có vết mô cụ thì nó sẽ, nếu nếu có cả hai cái đây kết hợp vô thì nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Cái dấu hiệu của nhau bám chặt thì các anh chị sẽ thấy nó rất là nhiều cái dấu hiệu để mình gợi ý. Ở đây tôi chỉ kể một số thôi các anh chị, nếu các anh chị đọc sách thì anh chị sẽ thấy một số nhiều cộng một số cái nữa, nhưng mà tôi nhìn cái đó thì nó sẽ không phổ biến lắm. Thì ở đây thì người ta mô tả là cái bánh nhau nó có nhiều cái hồ huyết nhỏ nhỏ, nó tạo dạng giống như là cái phô mai tự sỉ, sweet cheese, thì nó có phô mai tự sỉ, các anh chị biết là nhìn trong trong mấy cái phim thì thấy đó, nó là một cái miếng phô mai có nhiều cái lọ 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 bên trong, thì cái này cũng giống vậy ha. Cái bánh nhầu nó sẽ có những cái lọ lọ bên trong, lọ lọ bên trong đây chính là những cái hồ huyết thôi, những cái phần và ống kém, những tổn thương và ống kém ở bên trong bánh nhầu, và cái phần cơ tử cung ở phía mặt sau bánh nhầu bám vào bánh nhầu thì nó mỏng và nó không có thể không thấy được nữa. Các chị đo cái bề vậy đó, nó sẽ nhỏ, rất là nhỏ, thường là dưới một mm đó, thì thường người ta gọi là mỏng, rất là mỏng, không có. Còn cái ngoài ra các chị có thể thấy là nó không có lớp cơ tử cung, hoặc là không có cái lớp cơ tử cung này, cái chị mặt sau của bánh nhau nó sẽ nó không còn cái gì, cái phần lớp phản kém hay là cơ tử cung gì đó phía sau bánh nhau nữa. Các chị sẽ thấy một cái phần trống mất liên tục giữa cái cơ tử cung bên đây và cơ cung bên đây, thì đó là cái dấu hiệu là mất lớp đường cơ của kém phía sau bánh nhau. Một cái nữa các chị sẽ thấy là có những cái mạch máu nó chạy xuyên từ cái lớp màng đệm, chạy xuyên từ lớp màng đệm, nó chạy ra cái lớp thanh mạc, nó gọi là mạch máu cầu nối ha. Cái mạch máu nó đi xuyên ở trên đây, xuyên lên đây. Ở đây hình này nó không có rõ lắm, nhưng mà nó là những mạch máu đi từ cái lớp màng đệm nó chạy lên trên cái lớp thanh mạc của cái tử cung, thì nó gọi là cái mạch máu cầu nối. Hoặc là những cái mạch máu ở cái vùng ở cái giữa mặt giữa cái bánh nhau và cái lớp cơ cũng tăng sinh rất là nhiều, thì đó là một cái dấu hiệu của cái nhau bám chặt. Hoặc là cái bàng quang, cái thanh mạc bàng quang cũng liên tục ở đây cho có hình ảnh rõ của cái đó. Đây, ví dụ đây là một cái hình ảnh của một cái nhau bánh chặt. Các chị thấy khi đây, các chị thấy một bánh nhau rất là lộ chỗ ha, nhiều cái và hầu hết bên trong. Chị thấy là cái mạch máu đây là một siêu âm đường bụng cho nên có nó không rõ lắm, thì các chị thấy cái mặt cái lớp cơ tử cung ở vị trí này nó không không còn thấy nữa, gần như là không còn thấy nữa đó, thì không còn thấy cái cơ cung này, và cái bàng quang nó sẽ có những cái phần nó cái thanh mạc bàng quang nó có thể những phần gián đoạn, ví dụ đây các chị thấy đây thanh mạc bàng quang nó có những phần gián đoạn nhỏ nhỏ, các chị sẽ không thấy, nếu dùng người giảm đạo các chị thấy rõ hơn, thì nó là cái mô tả này. Nhưng mà phải có những phần gián đoạn, gián đoạn này. Thì đó là những cái mạch máu hoặc là những cái phần mất liên tục của cái thanh bạc. Ở đây trên siêu âm đường giảm đạo các chị thấy tăng sinh rất là nhiều mạch máu ở giữa cái lớp cơ tử cung. Đây đây là mạch máu cầu nối này, các chị thấy đây là mạch máu cầu nối. Thì đây là một cái hình ảnh đó, đây là mạch máu cầu nối này. Đó, thì đây là một cái bất thường, gọi là bất thường về Doppler trên một cái nhau bám chặt. Rồi, đó thì đây là cái hình ảnh mà của cái điển hình của cái
cái nhau bám chặt hoặc là nhau cài đạn lược. Tất nhiên là để mà các anh chị, đó là chị giúp các anh chị chẩn đoán vừa cái nhau bình thường với một cái nhau bám chặt hoặc là nhau nhau cài đạn lược thôi. Còn để mà phân ra được là nhau cài đạn lược Incota, Agota và Vota thì nó sẽ kết hợp những cái dấu hiệu, ví dụ như nhiều nhiều cái dấu hiệu, ví dụ như một cái khối lồi lên trong lòng tử cung, trong cái lòng bàng quang, thì ta nghĩ đến nhiều đến cái một cái Agota hoặc là Incota, những cái thời xâm lấn, ý là những cái thời xâm lấn hoặc là những cái mạch máu mà nó có cầu nối hoặc là có cái mạch máu tăng sinh nhiều ở phía sau của cái mặt sau đánh nhau, thì ta nghĩ đến những cái dạng xâm lấn như Incota, Agota. Tất nhiên là phân biệt giữa Incota với Agota nó khá là khó, như vậy cái dạng từ những cái nó quá rõ ràng, ví dụ như mình thấy nguyên khối nhau nằm trong bàng quang hay là mình thấy nó xâm lấn qua bên thành chậu, bách chậu, thì mình chẩn đoán với Agota thôi. Đa phần chẩn đoán giữa cái Incota và Agota nó khá là khó. Mình có thể phân biệt giữa cái dạng mà nhẹ nhất đó, Agota với lại Incota, hay đây cái dạng mà bám chặt với dạng xâm lấn, thì mình còn phân biệt được. Những cái dạng mà nó nhỏ bên trong đó thì đôi khi mình sẽ khó phân biệt. Và một cái nữa là có, ngoài ra nó còn có một số cái dấu hiệu khác nữa, các chị sẽ đọc thêm. Nếu ví dụ như là cái dấu hiệu là cái cổ tử cung, nó có những cái hầu huyết ở bên cùng cổ tử cung, thì thường nó khi mà nhau nó bám vô vậy, nó thường nó lấn vào cái cổ tử cung và nó tạo nên cái cổ tử cung nó cũng bị tăng sinh mạch máu, mà nó tạo nên cái hầu huyết bên trong cổ tử cung, thì đó là cũng là một cái dấu hiệu mà người ta nhắc tới. Thì có rất là nhiều dấu hiệu thì anh chị sẽ đọc thêm, thì tôi chỉ nói đến cái dấu hiệu mà thường hay gặp nhất thôi. Gồm còn cái dấu hiệu mà thường người ta thường nhắc đến là hầu huyết ha. Hay là cái mất cái lớp cơ tử cung, hay là lớp cơ tử cung mất mỏng ở phía sau của bánh nhau, tăng sinh mạch máu cầu nối, và có những cái mất liên tục của cái phần bàng quang, thưa chị đó, thì là những cái dấu hiệu mà thường nhắc tới. Còn những cái dấu hiệu khác thì các chị phải xem thêm. Rồi, đó là hết về phần bánh nhau á, tôi cũng chỉ nói những cái tổn thương bánh nhau mà nó gọi là phổ biến, khá nhiều tổn thương bánh nhau khác mà tôi sẽ nhắc tới đây, tại vì nó thứ nhất là ít gặp, thứ hai nữa là nó cũng không phổ biến lắm, và các chị sẽ ít ít khi nào mà các anh chị đụng tới. Phần thứ hai tôi nói đến là cái dây rốn ha. Dây rốn thì các anh chị thấy là nó là một cái cấu trúc để nuôi bé, nó xuất phát từ bánh nhau và nó đưa vào nuôi bé. Thì dây rốn thì nó được hình thành rất là sớm, từ tuần thứ 7 thứ 8, và nó kích thước nó thường dài khoảng từ 50 60 mm, và nó có những cái vùng vòng, nó tạo những cái vòng xoắn để làm tăng cái diện tích của nó. Thường nó trên nó cái vòng xoắn nó rất là nhiều, khoảng đó thì khoảng đến 40 vòng xoắn ha. Và trong cái dây rốn này thường nó sẽ chứa một cái tĩnh mạch và hai cái động mạch. Cái tĩnh mạch là một cái mạch máu lớn, và hai cái tĩnh mạch sẽ là một cái mạch máu lớn. Khi chị cắt ngang đó, thì cái tĩnh mạch là mạch máu lớn, còn hai động mạch thì nó sẽ là hai cái mạch máu nhỏ. Thì nó giống như cái hình ảnh của Mickey Mouse, giống như trong cái bài tôi hiện tại trong đây thì không có hình, nhưng mà trong cái bài mà siêu âm 3 tháng vừa tôi có cho cái hình của cái mà cắt qua cái ngang bụng, các chị thấy là cái hình của cắt ngang của dây rốn thì nó sẽ hình giống như cái đầu của con Mickey á. Thì cái phía giữa giữa nó là có một cái mạch máu lớn, chứ là tĩnh mạch, và hai bên thì nó là hai cái động mạch nhỏ hơn, và nó được bao xung quanh bởi một cái lớp thạch hoặc tông để là bảo vệ của cái dây rốn. Thì trong cái cấu trúc bào thai thì nó còn có cái ví dụ như là túi Wisling, cái túi đất, mấy cái đó là thuộc cái cấu trúc bào thai, nó cũng không có ý nghĩa lắm trong cái đây. Nhưng mà tất nhiên những cái tổn thương của cái dây rốn nó sẽ xuất phát từ những cái cấu trúc bào thai này, và lúc này tôi sẽ nhắc đến. Thì ở đây thì đây hình ảnh của một động mạch rốn ha. Thì một động mạch rốn là một cái bất thường của dây rốn. Thì bình thường nó nhảy, tôi nói một cái dây rốn thì thường nó được bao, nó tạo bởi một mạch máu lớn chứ là tĩnh mạch, và hai cái mạch máu nhỏ là cái động mạch. Thì ở đây thì khi đối với trường hợp mà một động rốn thì anh chị sẽ thấy cái dây rốn chỉ còn có hai cái mạch máu thôi, một là một tĩnh mạch và một cái động mạch, nó tạo hình giống như số 8 nha.
Và khi các anh chị cắt vào mặt cắt qua cái bàn quang thì anh chị thấy có một cái máu chạy vô trong bụng thai nhi thôi. Thì đây là cái một cái thường ta gọi là một cái mặt trốn. Thì các anh chị có thể cắt cái mặt cắt này hoặc là mặt cắt này để anh chị chẩn đoán cũng được. Cái cả mặt cắt này thì thường tốt nhất là trong mấy tháng cuối thì dưới rốn nó bự thì cắt thì dễ nhìn thấy. Còn cái mặt cắt này thường trong 3 tháng giữa 3 tháng đầu thì các chị phỏ doppler vô cái cạnh bàng quang thì chị thấy một cái mặt máu thì nó dễ nhìn hơn, cách nào cũng được. Thì một con rốn này nó có ý nghĩa gì thì thật sự thì nó cũng không phải là cái gì nặng nề, một bất thường nặng nề gì của dưới rốn. Nó chỉ là giống như là một cái sốc mặt cơ, một sốc mặt cơ nó là một cái biến đổi trên cái dây rốn của em bé. Và nó thường đôi khi nó liên quan với những bất thường của cái thụ sinh 13, 18 hoặc là tam bộ hội thể, hoặc là nó có thể liên quan đến những bất thường của tim mạch thai nhi hoặc là bất thường thận thai nhi. Và nó hay rất hay gặp trong đối với những cái thai chậm tăng trưởng. Thì đó là những cái ý nghĩa của cái một vòng rốn. Tuy nhiên rất là nhiều trường hợp thai nhi có một vòng rốn nhưng mà hoàn toàn bình thường, nó không có chậm tăng trưởng, không có bất thường như sức khỏe như không có thường về tim hay thận gì hết. Thì khi mà anh chị thấy một cái trường hợp một con rốn thì anh chị cũng đừng có làm, cũng đừng có quá sợ, cũng như là đừng làm cho bệnh nhân sợ quá. Tại vì nó là một có thể là một cái một chỉ là một cái biến đổi trên cái dây rốn và nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì nhiều. Thì đây là hình ảnh của một cái dây rốn một động mạch. Các anh chị thấy đây thực sự thì nó là 2 động mạch nhưng mà chị thấy không, đây là một cái mạch máu lớn, đây là một cái động mạch ha. Nhưng mà cái mạch máu này nó bị tắt đi, nó tạo nên một cái phản âm rất là dày ở bên đây. Thì đây là một hình ảnh của một cái động mạch rốn, tuy nhiên cái động mạch rốn thứ hai nó bị tắt đi do một nguyên nhân gì đó và nó tạo nên cái hình ảnh dày. Các chị thấy cắt ngang của chị thấy nó 2 cái hình ảnh nó kim mao, mà một cái thì nó bị dày là nó bị tắt đi rồi. Thì đây là một cái trường hợp mà chẩn đoán là một động mạch rốn xảy ra một sau trong thai kỳ, có nghĩa là lúc đầu tiên thì là 2 động mạch rốn mà sau đó thì nó bị tắt một động mạch rốn và nó còn một. Thì đây là một ví dụ của một cái nang đi rốn ha. Thì nang đi rốn thì nó là cái nguồn gốc phôi thai này cho nó. Thì cái một trong cái dây rốn bé thì đầu tiên nó có một cái ống anatuit. Thì cái anatuit thì nó sẽ khi nó biến thì không hết thì nó sẽ tạo thành một cái nang. Thì anatuit nếu là nang do anatuit thì nó thường là nó là lành tính. Nhưng mà đôi khi các chị thấy nó có những cái dạ nang trên cái dây rốn và những cái trường hợp đó thì nó thường nó không có ý nghĩa gì nhiều. Những cái nang mà nó bự và nó rõ ràng ha, nó bự và rõ ràng, đôi khi có chỉ có thể những cái nang nhỏ xíu xíu trên cái dây rốn thì nó không có ý nghĩa gì. Nhưng mà những cái nang bự, ví dụ như đây là trường hợp một cái thai nhi ở 3 tháng giữa 3 tháng đầu thì chị thấy đây là cái bàng quang thai nhi, trước cái bàng quang nó có một cái nang ha. Đây các chị nhìn cái hình dưới nó zoom kỹ sẽ thấy nó cái bàng quang rất là lớn và cái nang có một cái nang ở phía trước đây. Thì cái nang này đây chính là một cái nang dưới rốn và cái nang dưới rốn rất là bự, nó bị theo nó bự, đây là nang dưới rốn rất là bự. Thì cái nang dưới rốn này nếu mà nó thực sự là một cái nang dưới rốn do nó là một thực sự là một cái nang dưới rốn thì nó có rất là nhiều ý nghĩa, tại vì nó làm tăng nguy cơ của cái bất thường của trisomy 18, 21 và những cái thoát vị rốn, phức hợp vắt te và thai chậm tăng trưởng. Chính vì vậy cho nên khi mà thấy nang dưới rốn của thai nhi thì thường là người ta sẽ chỉ định đến cái xét nghiệm xâm lấn để làm cái xét nghiệm cấp cứu để xác định cái nhiễm thai. Còn nếu như nói những cái nang nhỏ nhỏ thì thường nó cứ nhiều hoặc là đôi khi nó chỉ là những cái dạng nang, thì cái những cái trường hợp đó thì nó thường nó sẽ không có ý nghĩa lắm. Thường nhất là mình sẽ thấy nó nằm ở ngay cái vị trí cạnh cái chỗ cắm dưới đó hoặc là ví dụ trường hợp này đây cũng vậy, dưới đó cũng vậy. Số trường hợp cái nó có thể nằm khắp trên dưới đó nhưng mà cái trường hợp mà thường mà có đáng ngại nhất là thường nó nằm ở phía bên cạnh dưới đó. Cái nó có thể là một cái cấu trúc ví dụ như là tổn thương của nang nhiều rốn, tồn tại nang nhiều rốn thì nó cũng tạo nên cái nang kiểu như vậy. Nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên khi mà thấy một cái nang nhiều rốn thì các chị sẽ nghĩ đến có thể bất kỳ có thể phải nên nên làm cho chị chắc.
những cái khối u của dưới rốn, khối u dưới rốn thì nó cũng khá là hiếm gặp, ví dụ như đây là một cái nó là có thể là những cái xuất huyết trong dưới rốn, ví dụ trường hợp này cái dưới rốn thì các chị thường gặp trong trường hợp mà can thiệp bào thai, ví dụ như mình chọc dưới rốn để mình lấy máu cứu rốn thì nó sẽ tạo ra những cái xuất huyết dưới rốn, hoặc là những cái teratoma của dưới rốn nó cũng giống như teratoma của cái của bánh nhau gì đó, nó sẽ có những cái phản ứng hợp bên trong và có những cái điện vô hóa bên trong, thì cái này rất là hiếm gặp ha, giống như teratoma của bánh nhau nó hiếm gặp thì nó các chị sẽ ít nào gặp những cái khối u kiểu vậy. Các chị có thể gặp cái trường hợp mà hematoma như rốn, nhưng mà nó thường xảy ra sau những cái can thiệp trong bào thai nhiều hơn. Nếu các chị không làm thì không làm can thiệp bào thai thì thường các chị cũng thấy trường hợp này đó. Cái tổn thương mà dạng nang mà thường gặp nhất của cái dưới rốn chính là cái nang dưới rốn ha. Nang dưới rốn thì như trong này tôi có nói, nang dưới rốn nó sẽ có nghĩa khi nó lớn và nó thì nó nằm ở cạnh cái chỗ cắm dưới rốn, và nó có thể các chị sẽ thấy nó có những vết thương kèm theo, ví dụ như bàng quang lớn nó một cái ý nghĩa để mình tiêu diệt trong đó, ví dụ thì bàng quang lớn thì thường nó bất thường là được, và cái nang của cái dưới rốn có thể là một cái nang tồn tại do cái tồn tại của ống dưới rốn. Dưới rốn thắt nút ha, dưới rốn thắt nút thì nó gọi là bất thường của dưới rốn, nhưng mà nó là một cái bất thường, nó không phải là một cái bất thường bẩm sinh mà nó là một bất thường do cái trong quá trình phát triển của bé, thì bé cử động và nó tạo nên cái vòng thắt giống như là cái vòng thòng lọng, nó tạo nên cái dưới rốn thắt nút. Và cái yếu tố mà nó dễ dẫn đến cái dưới rốn, ví dụ như thai có thai mà có dưới rốn nó dài quá, hoặc là song thai một bánh nhau một buồng ối, thì hai cái bé nó nằm chung một cái buồng ối mà nó có thể quấn dưới rốn với nhau, hoặc là những trường hợp thai nhỏ thì nó là một cái hậu quả của cái dưới rốn rất là tùy thuộc tại do cái vòng sống của cái dưới rốn nó là sao. Ví dụ như đây là trường hợp mà chỉ có đơn giản thì nó tạo hình giống như là một cái cỏ đánh lá ha, thì anh chị thấy đây là một cái phần dưới rốn mà nó tạo những cái quấn chung quanh nó tạo hình giống như là cái lá của cái cỏ bóng lá, hoặc là những cái nặng của bức thần lợi thần lợi, ví dụ như trong hình ảnh này là một cái nặng của cái số 8 ha, còn số 8 thì nó sẽ tạo đây, thì tùy thuộc vào cái nặng mà do cái dưới rốn nó thấp hay sao thì nó trên hình siêu âm nó sẽ có nặng khác. Tuy nhiên trên trong Doppler thì các anh chị cũng sẽ nhận ra được dễ hơn dựa trên cái hình ảnh của cái bụng sống trong cái đó, các chị sẽ nhìn thấy nó trên cái siêu âm Doppler hoặc siêu âm 2D để có thể thấy được. Thì tất nhiên là để mà chẩn đoán để rõ ràng thì mình tất nhiên mình nên sử dụng 3D, 3D lọc máu thì mình sẽ thấy rõ hơn cái hình ảnh của cái dưới rốn thắt nút ha. Ví dụ đây là của 3D của dưới rốn thắt nút thì mình sẽ thấy rõ hơn. Còn trên 2D trên Doppler thì mình có thể chẩn đoán được, nhưng mà để mà tự tin thì mình thường nếu có 3D thì mình sẽ tự tin hơn trong chẩn đoán. Dưới rốn 3 mét giữa màng này tôi có nhắc tới các anh chị trong cái mỗi bánh nhau hay thùy cũng bánh nhau phụ ha. Thì đây là một cái dạng mà bất thường của cắm dưới rốn, thì bất thường của cắm dưới rốn này, dưới rốn thì thường nó cái vị trí cắm dưới rốn nó cũng rất là thay đổi ha. Đa số thì thường nó cắm vào trung tâm, và một số thì nó cắm ở bên ngoài, và một số nhỏ thì nó cắm ở ngay mép của bánh nhau thì nó gọi là dưới rốn bánh mép, hoặc là nếu mà nó cắm bên ngoài màng ối luôn thì gọi là dưới rốn bắp màng ha. Thì cái chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán nó là cái vị trí chỗ cắm dưới rốn vào màng ối, lúc chưa cắm dưới rốn vào bánh nhau thì nó cách cái mép của bánh nhau bất cứ mép nào cũng được hết, không nhất thiết là trên mép dưới mép trái mép phải, bất cứ nó có cần cái mép nào của bánh nhau mà nó dưới 2 cm thì mình đều gọi nó dưới rốn mép. Còn đối với dưới rốn bắp màng thì cái dưới chỗ cắm dưới rốn nó cắm ngay trên cái màng ối của bánh nhau đó, thì đây là tiêu chuẩn chẩn đoán dưới rốn bắp màng. Thì như mình nói lúc nãy á, cái gì đó nó mép với nó này nó có dẫn đến chuyện thứ nhất là dinh dưỡng và cái bánh nhau nó sẽ kém đi, vì cái vị trí bán nó, cái mạch máu nó sẽ, tại vì khi mà cắm gì đó vậy mạch máu nó sẽ tỏa ra bánh nhau, nhưng mà nếu nó không nó bán trung tâm thì mạch máu này sẽ không tỏa ra bánh nhau mà nó sẽ tỏa lên những cái màng ối xung quanh, và dẫn đến là cái mạch máu nuôi cho cái bánh nhau nó sẽ giảm đi,
trong trường hợp như robot màng cũng vậy, thì cái mạch máu nó nuôi nó sẽ tỏa lên trên màng ổi và nó sẽ giảm cái dinh dưỡng cho bánh nhau và làm cho thai chậm tăng trưởng. Và cái nữa là trong trường hợp mà có những cái xanh, trường hợp mà xanh đó, thì có thể những trường hợp mà dưới đốm mắt bàn hoặc là nó sẽ dẫn đến là vỡ cái màng ối sớm và màng ối và dẫn đến vỡ luôn cái mạch máu mà nó dẫn đến là xuất huyết trong cái lúc xanh mà nó dẫn đến có thể dẫn đến tử vong của bé hoặc là bé thiếu máu. Thì tuy nhiên cái chuyện mà tầm soát thường quy cái dưới đốm bấm mép, dưới đốm bấm màng này thì trên thế giới ta cũng không có đồng thuận lắm, tại vì người ta thấy rằng là cái dưới đốm bấm mép, dưới đốm màng này mặc dù cái người ta nghĩ là nó khá là nguy hiểm đối với cho em bé, tuy nhiên cái chuyện tầm soát nó để mà ta thấy là tầm soát như vậy thì cũng chưa chắc gì tăng cái giảm được cái nguy cơ cho em bé. Và vì chính vì vậy cái chuyện mà tầm soát thường quy những cái giai đoạn này thì không có đặt ra đối với trong hầu hết những cái tổ chức. Có tất nhiên là trong cái guideline của siêu âm 3 tháng dựa thì người ta cũng có nói đến chuyện là ta sẽ xem cái chỗ tắm giai đoạn ở cái bánh nhau. Nhưng cái chuyện mà tầm soát thường quy trong những lần tiếp theo để mà chẩn đoán cái này thì không có tổ chức nào người ta khuyến cáo. Nên ta khuyến cáo đây là nặng của một cái giai đoạn bấm bấm màng, chị thấy nó bám vô màng ổi đó, bám vô màng ổi. Các chị nhìn trên 2D có thể hơi khó, mà khi các chị phẫu Doppler lên chị sẽ thấy rõ được cái vị trí cắm. Trong cái chuyện tầm soát thì người ta khuyến cáo một cái người ta cần tầm soát đó chính là mạch máu tiền đạo ha. Máu tiền đạo là một cái mạch máu mà nó chạy trong màng ối ha, nó chạy trong màng ối và nó bắc qua cái lỗ trong tử cung, nó cạnh lỗ trong tử cung. Thì cái tiêu chuẩn của nó cạnh thế nào cạnh lỗ trong tử cung thì nó gần cái lỗ trong tử cung dưới 2 cm, thì cũng giống như là cái tiêu chuẩn này là dưới 2 cm thì nó gọi là gần. Và cái chuyện mà gần như vậy á, thì nó dẫn đến chuyện là khi mà có dấu hiệu chuyện dạ nó lại dễ vỡ cái máu này và dẫn đến là xuất huyết, em bé thiếu máu cũng như là thai nhi tử vong. Và thực tế trên người ta thấy rằng là khi nếu mà trong trường hợp mà em bé mà không chẩn đoán được cái giai đoạn mạch máu tiền đạo này á, thì có thể làm cái nguy cơ tử vong của em bé nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và trong trường hợp mà nếu mình phát hiện trước sanh á, thì cái tỷ lệ mà tử vong nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Chính vậy cái chuyện mà tầm soát cái giai đoạn mạch máu tiền đạo này được đặt ra bởi rất là nhiều tổ chức. Và người ta nói rằng cái mạch máu tiền đạo này cái yếu tố nguy cơ của nó cũng rất là nhiều yếu tố nguy cơ, ví dụ như là song thai, nhau tiền đạo hoặc là những cái mạch máu dưới đốn bấm mép dưới đốn màng cũng là yếu tố nguy cơ của cái này. Vì vậy khi mà mình trong cái những cái tổ chức ta khuyến cáo là trong những cái trường hợp mà 3 tháng cuối mình có thể mình phải sử dụng bộ dạng đạo để mình đánh giá cái dưới đốn nó có bấm thì có trong những trường hợp mà có nguy cơ mình sẽ dùng nhiều dạng đạo, mình sẽ tầm soát cái dưới đốn cái mạch máu cái nằm ở trước cái cổ cùng hay không. Thì nên yếu tố nguy cơ như vậy như nói đó có nhiều như nhau bấm thấp hoặc là song thai hoặc là đánh nhau phụ nhau thùy vân vân, thì đó là những yếu tố cơ hoặc là đa thai nha, đa thai thì đây là hình ảnh của một cái mạch máu tiền đạo. Các chị thấy đây là một cái dưới rốn bám màng và cái nó tạo ra rất là nhiều mạch máu và trong đó có những mạch máu chạy ngang vào cái lỗ trong tử cung. Đây là lỗ trong tử cung đó. Các chị thấy đó, đây là lỗ trong tử cung đó. Đây chính là cái chỗ trong tử cung và mạch máu nằm sát ngay lỗ trong tử cung này. Khi mà có dấu hiệu chuyện dạ thì thường cái lỗ trong tử cung này mở ra và cái màng ối nó sẽ vỡ. Tất nhiên nó không chắc nhất thiết nó sẽ vỡ lên vị trí này, nếu vỡ vị trí này thì cái mạch máu cũng sẽ vỡ. Tất nhiên nó có thể vỡ ngay vị trí tới cái nhiều vị trí nó sẽ chạy ối, khi nó vỡ thì nó chạy ối ra và nó giảm áp lực và nó có thể nó sẽ chỗ này nó không vỡ đâu, nhưng mà cái nguy cơ mà nó vỡ thì rất là cao, ngay vị trí này rất là cao. Chính vì vậy người ta khuyến cáo là nếu mình nếu người có sản phụ có nguy cơ thì mình nên tầm soát với mạch máu tiền đạo để giảm đi cái nguy cơ mà em bé mất máu hoặc là chết sau sanh. Đó thì đó là những cái bất thường về dưới rốn tôi nói với anh chị về nó khá là đơn giản hơn, không có nhiều thứ để nói. Nước ối thì các anh
chị biết là nó là một cái thành phần nó tương tự cái dịch ngoại bào và nó được tiết ra từ mẹ là từ cái bánh nhau với màng ối vào đầu thai kỳ là khoảng từ 3 tháng rưỡi 3 tháng đầu cho đến khoảng 16 17 tuần, có nghĩa là đầu của 3 tháng rưỡi, và sau đó thì được bắt đầu tiết ra từ thận thai nhi, đúng không? Thận thai nhi có chức năng và bắt đầu lại tiết khoảng 16 tuần 17 tuần thì nó xuất hiện là nước tiểu, và cái nước ối nó đa số nó tạo ra từ cái dịch bài tiết là gì, và cái những cái tiết do từ màng nhau thì nó nhau với màng ối nó giảm đi rất nhiều, gần như là không có nữa. Thì đánh giá nước ối thì mình có rất là nhiều cách đánh giá luôn. Thì cách đánh giá đầu tiên là cách đánh giá chủ quan, có nghĩa là mình đối với những trường hợp mà mình siêu âm nếu mình quen rồi mình sẽ thấy mình quét qua thai nhi mình thấy em bé nó nằm rộng rãi, nước ối nó có vẻ đầy đủ thì mình chẩn đoán mình đánh giá là nó bình thường hoặc là đa ối thiểu ối gì đó. Tuy nhiên cái cách này nó không có giúp cho cái tính lọc tốt, có nghĩa là có người thì có kinh nghiệm, có người không có kinh nghiệm, dẫn đến là cái việc đánh giá nó sẽ không có đúng thống nhất giữa các người không. Như vậy người ta có hai phương pháp mà gọi là bán định lượng ha, thì không có phương pháp nào chính xác để giá nước định lượng chính xác là cái lượng nước ối trong bào thai. Tuy nhiên có những phương pháp gọi là bán định lượng, bán định lượng là mình sẽ quy cái nước ối nó thành những cái chỉ số khác nhau để mình xem coi nó thế nào là nước ối nhiều, nước ối ít, thế nào là bình thường. Thì những cái phương pháp này nó là có hai phương pháp chính là phương pháp đo chỉ số ối, đo mình sẽ đo mình sẽ dùng cái đầu dò, mình sẽ đặt khuôn gốc với lại trên bụng bà mẹ, mình đi bốn khoang ối, thường là mình chia cái lỗ rốn em bé từ bà mẹ thành hai đường thẳng, cái đường thẳng dọc đường thẳng ngang, và mình sẽ đưa cái đầu dò khắp bốn cái vùng vùng đó, và mình sẽ xem cái vị trí nào mà có nhiều nước ối nhất mà mình đo. Thì thường là mình phải để đầu dò để vuông góc với mặt phẳng sàn ha, chứ mình không có nghiêng theo cái bụng bà mẹ, mình không để tiếp tuyến đầu dò trên bụng bà mẹ, mình phải vuông góc với cái mặt phẳng mà bà mẹ nằm á, thì nó sẽ giúp cho mình sẽ đo cái khoảng lớn nhất. Khi mình cộng ba bốn khoảng lớn nhất này thì mình tạo nên cái gọi là chỉ số ối. Thì chỉ số ối thì thường nó là sang tính hay cm ha, mình đo thì mình đo theo cm và tính chỉ số là cm luôn. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình sẽ đo khoảng ối lớn nhất, thì cái thứ lớn nhất thì nó đơn giản hơn xíu, là có nghĩa là mình cũng chia cái mình cũng đưa cái đầu dò, thường là mình cũng đưa ra bốn góc vậy đó. Mình sẽ kiếm cái nội chỗ nào mà có cái khoảng ối lớn nhất, cái vùng mỗi mình cảm thấy là nó lớn nhất mà mình đo đo và chỉ có một cái đường đó, một đường thẳng từ trên xuống dưới, vuông góc từ trên xuống dưới. Tất nhiên là mình cũng để đầu dò vuông góc với mặt phẳng sàn luôn ha, cái hai cách đo này cái cách trên đầu dò nó giống nhau, có nghĩa là cái đầu dò mình sẽ vuông góc với lại mặt phẳng sàn, chứ mình không có nhắc lại không có tiếp tuyến hay là vuông góc với cái vùng da bụng của bà mẹ, cái đó là không đúng ha, mình sẽ vuông góc với cái mặt phẳng mà bà nằm á. Thì mình chọn được cái khoang ối nào lớn nhất mình đo từ dọc từ trên xuống dưới, không có đo ngang ha, mình không đo ngang. Tất nhiên nó cũng còn một cái tiêu chuẩn nữa là các anh chị, mặc dù các anh chị đo dọc vậy nè, ví dụ đo dọc xuống vậy nè, thì cái khoảng ngang này nè ít nhất cũng phải trên 1 cm thì anh chị mới đo, chứ có số trường hợp nó cái khoảng ngang này chút xíu, cái khoảng ngang nó chỉ có một lam dịch nhỏ xíu vậy mà chị đo thì nó cũng đúng ha, thì cái khoảng ngang này ít nhất phải là một cm thì anh chị mới được đo, chứ còn nếu mà nó nhỏ xíu thì cái đó không tính là cái khoang mà chị cần đo, anh chị phải kiếm cái khoang khác. Và khi các chị kiếm không được thì các chị có thể chẩn đoán là vô ối thì ối, tại vì do cái vị trí đo nó nhỏ quá. Rồi, thì về cái chỉ số bình thường thì đối với cái thiểu ối thì đối với cái sang ối lớn nhất thì dưới dưới 2 cm, dưới tôi này là không bằng dưới 2 cm là sang ối lớn nhất là tụi nó thiểu ối, còn á phi dưới 5. Còn bình thường thì ối ít trong bình thường, cái này ối cái chị sẽ nó có sẽ ba cái vấn đề ha, một là thiểu ối, ối bình thường và đa ối. Cái ối ít hay là ối dư ối này nó là được tính thêm thôi, ví dụ là đôi khi có một số nơi ta nói có dư ối, ối ít là như vậy, thì tôi có giới thiệu đây các anh chị thôi, chứ còn trở về cơ bản thì chỉ có ba cái thiểu ối, ối bình thường và đa ối. Thì đối với thiểu ối thì là dưới 2 cm ha, dưới 2 cm chứ vậy bằng dưới 2 cm hoặc là á phi dưới 5. Còn đối với ối bình thường thì khoảng từ 3 đến 6 cm, từ tất nhiên là từ 2 đến 8 cm là bình thường, còn nếu dư gối, nếu mà dư gối thì là trên 6 cm.
còn nếu mà ối ít thôi thì nó khoảng 2 3 cm. À, còn đối với sang ối lớn nhất, nếu mà gọi đa ối thì lớn hơn 8 cm thôi, nó bằng bọn, hoặc là trên 24 cm đối với RP thì mình gọi là đa ối. Thì tùy các anh chị sử dụng, tất nhiên là mỗi cái nó có cái lợi, cái ưu điểm, cái nhược điểm. Ví dụ như là trong cái đo cái RP thì thường là nó sẽ chẩn đoán cái thiểu ối nhiều hơn và nó làm cho can thiệp nhiều hơn. Tuy nhiên cái đo sang ối lớn nhất thì cái nó sẽ chẩn đoán cái dư ối hay đa ối nhiều hơn, thì nó có sẽ có một cái, nó sẽ có một cái lợi điểm, cái nhược điểm của nó. Và một cái nữa là RP thì không xài được đối với song thai ha. Lúc cái chị sọc và song thai, cái chị lấy RP mình sẽ không xài được với song thai, thì song thai mình không có thể chia ra được hai cái buồng ối em bé thành 4 phần như là đối với mô hình thai, và lúc đó mình chỉ có xài duy nhất một phương pháp, đó là song ối lớn nhất. Đa ối thì đây là đa ối là một cái tình trạng là khi song ối lớn nhất hoặc là RP lớn hơn 8 cm hoặc RP lớn hơn 24 cm, 24 cm, thì các anh chị thấy đây là một cái trường hợp đa ối ha. Đa ối thì nó rất là nhiều nguyên nhân, thì nó có thể là do cái bất thường của thai, ví dụ như là những cái bất thường ở não, bất thường ở mặt, hoặc là những cái tắc nghẽn của đường tiêu hóa, những cái bất thường của hệ xương, hoặc là những cái hội chứng gây giảm vận động thai nhi, nó cũng sẽ dẫn đến đa ối. Còn đối với một số trường hợp sinh lý hoặc là kia thì có thể là, ví dụ như là bà mẹ tiểu đường, tăng ure máu, hoặc là những trường hợp mà thai bị thiếu máu, hoặc là khối u bánh nhau, hoặc là truyền máu sang thai, thì nó cũng sẽ dẫn đến cái đa ối. Thì nguyên nhân đa ối rất là nhiều, tùy thuộc vào cái kia, và có một cái nguyên nhân mà lớn nhất là mình sẽ gặp là không, mình thì không biết nguyên nhân gì hết. Đa ối xuất hiện không có nguyên nhân, tất nhiên là có thể không có nguyên nhân thật sự, có nghĩa là sau sanh mình chả thấy có nguyên nhân gì, hoặc là những cái trường hợp mà không có nguyên nhân do trước sanh thôi, còn sau sanh thì mình có phát hiện ra, ví dụ như là thai nhi có hẹp thực quản vân vân, hoặc là tắc ruột gì đó, thì một số trường hợp thì mình sẽ không kiếm được nguyên nhân, còn một số thì có nguyên nhân rất là rõ ràng. Thiểu ối ha, thiểu ối thì mình sẽ thường gặp trong cái trường hợp ví dụ như thai có bất thường thai, ví dụ như bất thường bất sản thận hai bên, thiếu sản thận hai bên, hoặc là thận đa nang, hoặc là có những cái trường hợp là hẹp bự đạo, nói chung là bất thường của đường sinh dục của bé, nó sẽ dẫn đến thiểu ối. Một cái nữa là vỡ màng ối cũng dẫn đến cái ối ít hoặc là thiểu ối. Tất nhiên cái này thì mình sẽ chẩn đoán dựa trên, thứ nhất là khám lâm sàng, thứ hai là mình dựa trên cái bệnh sử của bệnh nhân thì mình chẩn đoán cái này. Hoặc còn một số trường hợp là thay chậm tăng trưởng thì nó cũng sẽ dẫn đến là giảm cái lượng máu nuôi thận, và nó dẫn đến là cái thiểu ối. Đây ví dụ như trong trường hợp này là một trường hợp thiểu ối ha. Tất nhiên thiểu ối với đa ối, những cái mình đa ối thiểu ối thì mình quy một quy tắc chung, đó là mình sẽ chẩn đoán từ lúc mà thai nhi bắt đầu có tiết nước tiểu ha, có nghĩa là từ 16 tuần, 17 tuần trở đi. Còn những cái trường hợp mà trước đó thì do màng ối nó tạo nên, thì những trường hợp đó rất là trong ban đầu thì thường mình sẽ không đánh giá là thiểu ối, vô ối trong trường hợp này, mặc dù là có thể mình nhìn trên cái chủ quan thì mình thấy nó có ít, ví dụ đây trường hợp này khoảng chỉ khoảng 12 tuần thôi thì nước lượng ối xung quanh bé rất ít, thì mình có thể chẩn đoán là ối, tuy nhiên người ta cũng rất là ít khi nào người ta chẩn đoán cái thiểu ối là đã ối gì đó ở cái tuổi thai mà quá nhỏ, khi mà cái thận thai nhi chưa hoạt động thì mình thường cũng ít khi nào mình chẩn đoán, thường chẩn đoán thiểu ối đâu, thường xảy ra mình thường sử dụng sau khi mà 6-7 tuần trở đi. Thì đó là những cái bất thường cũng như là những cái cấu trúc phòng thủ thai mà tôi muốn giới thiệu với anh chị.